Bác anh chị thân mến, ngày hôm nay thì cháu Đào tiếp tục có mặt tại chỗ nhà của bé Và. Đấy, cũng khá là lâu rồi cháu Đào cũng không thay mặt các bác lên trên này để thăm bé Và ấy. Ở nội dung trước thì cũng cách đây tầm một tháng rồi các bác ạ. Thì trong ngày hôm đấy thì sức khỏe của bé Và ấy cũng gọi là khá là tốt. Đấy, không biết là thời gian gần đây thì sức khỏe của em đấy là có tiến triển tốt hơn nữa không? Thì hôm nay là mời các bác cùng cháu Đào đi vào thăm em Và nhé. Đấy, hôm trước thì là số tiền còn dư lại ở chỗ cháu Đào là 2.629.000 đồng. Ngày hôm nay thì cháu Đào tiếp tục là chi một bao gạo. Cái bao gạo này là 30 cân các bác nhé. Đấy, loại gạo ngon ấy là 400.000 này. Thịt lợn cho em Và là 260.000 và sữa là 250.000 một thùng. Tổng chi trong nội dung ngày hôm nay là hết đi 910.000 đồng các bác ạ. Còn dư lại là 1.719.000 đồng. Đấy, cái này thì tiếp tục là để lần sau tới lên thôi. Đây là thịt lợn này, tại vì là bình thường ăn cơm ấy thì cũng thấy em đấy bảo là mỗi lần lên thì mua lên cho em ít thịt để em là có cái để ăn ấy. Như ở nhà thì hay ăn mèn mén với lại rau dưa thôi, cũng rất là khó ăn nên là cháu Đào cũng mua khá là nhiều. Đấy, đấy bao gạo. Anh quay phim hộ cầm. Đấy, cũng mong sao là hôm nay đến thăm em ấy thì em có một cái sức khỏe tốt hơn ngày hôm trước. Đấy, hôm trước lên thì em đã tự ăn cơm được cũng như là nói chuyện được. Về chỗ em Và thì cũng tùy từng lúc các bác ạ. Có những đợt ấy thì em ốm rất là nặng. Đấy, ăn uống nước còn không uống được. Còn có những đợt thì em lại khỏe hơn ấy. Ui, chú ơi, nhớ chê nhá. Ở nhà là khóa cửa rồi này. Đấy, bình thường lên thì cũng khép cửa như thế thôi. Tuy nhiên là đẩy vào là có người ở nhà. Đấy, bà lúc nào cũng ở nhà rồi. Do là mắt bà không nhìn thấy ấy. Không biết là cô chú hôm nay là có ở nhà không. Đấy, khóa trái cửa rồi. Bố, ở nhà chê chị nhó à? Nhà chê chị nhó à? Ờ, khi có chung của tàu chị tàu. Đấy, bà có mỗi bà ở nhà thôi. Hôm nay chắc là cô chú đi vắng rồi. Đấy, không biết là bà có ra mở cửa được cho cháu Đào không ấy. Ủa tôi xuống van à? Ờ. Đấy, rất là nhanh ấy, vừa nghe tiếng ở trong bếp là bà đã ra được đến ngoài cửa rồi. Vâng ạ, bà từ từ thôi bà. À, cháu chào bà nhé. Rồi bà là còn phải trông cả cháu bé nữa đây. Bà một mình khác ở nhà à bà? Ôi tủ nhá chê thế lo. Ôi tủ nhá chê. À mua lắm, mua bếp mua bếp mua hao ạ. Bếp mua tủ nhị em đã này. Vâng, bếp mua tủ vạn á, mua. Ê, hút tỉnh tủ nhị. Ê, chà mà nữ mặt lo, mua. Để bà đi trước. Thế cô chú đi đâu rồi à bà? Tủ chi lo thế này lo là mua chi lắm. Nhân trả. Nhân trả lo. Ờ, lo bếp lo vạn lắm. À, bà đây rồi. Bà ơi, à. Ây da, hôm nay là rất là tỉnh táo đấy các bác ơi. Ôi, để cháu Đào xin một chút ánh sáng nữa. Không biết là cái này là bật ở đâu, tại vì trong này là đang rất là tối. Cái này bóng điện ở đây, đây, đây. Ây da, hôm nay lên là rất là bất ngờ vì bé Và là tự ngồi xem phim luôn đấy. Tôi tảnh một lắm, mẹ. Ơ, tôi tảnh một lắm. Đấy, để xem là em có biết tắt không. Đây, ở đây, em phải bấm vào đây. Đúng rồi. Đấy, úi dồi ơi, giỏi quá. Ồ, Và ăn cơm chưa hả Và? Nó mỏ chị tàu mày? Nó mỏ á? Ồ. Đấy, bà vào trong này. Em đấy đang... Vâng, vâng ạ, vào đây để cháu đỡ bà vào đây. Vâng, đây bà ngồi đây nhá, cháu lấy ghế cho bà. Cái nào? Cháu Đào để tạm ở đây đó các bác ơi. Thế giờ là nói chuyện với bé Và một lúc. Đây bà ngồi đây này bà. Ôi, có ớt dòng đi. Ớt dòng đã chặt rồi. Đây bà ngồi ở giường thôi. Đây là gạo này. Và đây để chị Đào buộc tóc cho nhá. Ok khí biết học vũ nhá. Tóc chị Đào. Em nhá, bây giờ. Thế dạo này là như thế thì là cũng đỡ hơn trước rất là nhiều ấy. Đây chị Đào buộc tóc cho. Đấy, bà đang nói bảo là bố mẹ em đi sang nhà bên cạnh để giúp làm việc ở đấy các bác. Đấy, vừa lên là em đấy cũng bảo là bố mẹ không có ở nhà rồi. Là uống sữa nhá.
bây giờ. Hả? Bây giờ. Từ từ. Ở giòm lên. Chị mang gạo đến à? Các bác ở đây gạo đây nhá. Một xu đi nhá. Vả đi ạ, đây gạo đây rồi. Chị lấy sữa cho vả nhá. Đấy, lúc nào mà tỉnh táo ấy là em nói chuyện rất là nhiều đấy. Đấy nên là mách hết cái này đến cái kia. Nhưng lúc em bị ốm thì là không nói được thôi. Vả còn nhớ chị không? Ông buồn cho u lỡ. Chị to, chị từ ni này. Ô chị cho u lỡ. Ô chị bóc u á. Bao chị bác. Đây bà uống sữa đi xem nào. Nó mỏ lắm à? Nó. Nó ăn gì à? Nó bê nó mỏ mông à? Bê. Đáng yêu quá các bạn. Bê bê tớ. Đây đang bảo là ăn ăn cơm rồi. Thế hôm nay là ăn cơm không phải là ăn mền mén đâu. Đây vào tự cầm được không? Ốp của tua tàu mày. Hả? Tua tàu mà chanh. Đấy để cho bà một hộp nữa. Cho bà uống trước xong rồi đưa cho bà với lại em bé sau. Tại vì giờ bà cũng không tự cầm được ấy. Đấy nhá. Đấy quét rác đi đấy. Này bà cầm thế nào được không? Ốp tua sao? Tua tàu chị tàu. Từ từ thôi nhá, sạc đấy. Đấy. Ơi bà bị đau mắt à má? Ông mắt không mua lò mày? Hả? Ông mắt lúc không mua lò? Không mua thế ạ. Thế là hôm nay chị Đào không biết là không mua được thuốc cho bé Và rồi. Bé đang bị đau mắt đỏ. Đây bà đây. Hồng Mỹ Nhiêu nhá. Con của ai đây à bà? Từ từ tụi mình nhu ấy bà. Tụi mình thay tụi sữa. Tụi mình thay tụi lỏ. Bé này gọi là chắt rồi đấy, không phải cháu rồi các bác ạ. Đấy, chắt rồi. Đấy. Đấy, bà là mắt không nhìn thấy đường nhưng mà vẫn trông các cháu. Đấy, trông cả bé Và nữa cơ. Đấy, trộm biết là các bé cũng ngoan ấy thì bà mới trông được. Còn nếu mà quẫy khóc quá thì bà không thể nào mà trông được rồi. Cháu mời bà ạ. Hào lắm bò. Hào lắm. Bò bò. Thế cháu lâu lâu không lên là bà có khỏe không à bà? Tên tiêu chỉ tua ốc nhá giống. Uống nhau giống thế hả? Nhá giống thế mà. Đấy, bà thì là cũng bảo là ăn được ngủ được đấy. Bé Và thì cũng thế thì cũng rất là mừng rồi. Ông muốn thấy cái gì? Vâng, cháu được một tháng không lên trên này rồi đấy bà. Đấy, bà vẫn còn nhớ đấy. Đây bà uống đi. Đấy, đây là ở nhà là đeo tất vào này, chắc là bố mẹ đeo cho. Tại vì là ngồi ở dưới nền như thế này ấy, là bị đau ấy các bác. Đây để em bà tự cầm thế nào. Cá chỉ cá hả bà? Không ạ, từ từ thôi. Từ từ thôi, sạc ngồi bị đau mắt nữa cơ. Nó cá chỉ cá. Cá thì ăn đi ăn chim một từ là ăn chim một anh trai của cháu đang là rất là thích nói chuyện với bé bà các bác ạ. Lần nào lên là cũng nói với em rất là nhiều nhưng mà em thì là có lúc là thưa được có lúc không thưa được. Ai phá cũng cả lấy mà anh cả nhớ đã chỉ nhỏ. Ốp bò tụi nành rồng đuôi mình chỉ rồng mày. Mẹ. À cái kia mà ba không gắn lỗ. Gắn đập vào chân này làm. Nóng cay chỉ nọ vả. Nóng cay chỉ nọ. Mua cay nọ chỉ mua. À thì chỉ mua à, chúng mua. Chị mua á? Thế hôm nay là có thịt rồi nhá. Đấy, chị Đào thay mặt các ông bà mua thịt vào để kia kìa. Tí vào bảo bố mẹ nấu cho vào ăn nhá. Mua cay lắm.
Ít chả có à, còn miệng thì chị uống vút nó nhé. Ừ. Nhé. Nó chỉ nào. Nó đang hỏi em đấy là dạo này nhà là có thịt để ăn không? Em bảo là không có gì để ăn rồi, chỉ ăn cơm thôi các bác ạ. Chỉ một lần. Ờ, chỉ một lần. Ờ. Ờ, mà ít uống cái này ít chả có chỉ ăn miệng uống nó nhé. Ừ. Đấy. Và uống tiếp không? Hầu chị hầu, cho các hầu chị hầu. Hầu ít lúc nữa luôn. Chưa ít lúc thả rồi. Nghe đang bảo là em uống trước một hộp thôi, tí em uống sau. Ngày hôm nay là lên là tỉnh táo như thế này là cũng rất là mừng rồi các bác ơi. Các bác thử xem lại những thước phim mà cách đây tầm 1-2 tháng cháu nào quay ý, thì lúc đấy lên là tình hình của bé Vải là cực kỳ là tệ. Đấy, nằm nói chung là chỉ còn mỗi hơi thở thôi, phải nói thật là như thế. Đấy, ăn thì cũng không ăn được. Lúc đấy thì cũng chia sẻ thật với các bác là chúng cháu cũng như là gia đình của bé Vải là đã nghĩ đến cái kết quả xấu nhất rồi. Đấy, nhưng mà vừa rồi thì là cháu nào có lên đấy thì là thấy em đấy là đỡ hơn một chút. Và ngày hôm nay khi mà quay trở lại ấy, thì là bé là tự ngồi được này, lại còn tự xem được điện thoại nữa cơ. Đấy, thế thì là rất là mừng. Còn nếu mà để mà nói là khỏi hẳn ấy thì về chỗ bé Vải thì sẽ rất là khó các bác ạ. Đến bây giờ là căn bệnh này là đã theo em đấy được hơn mười mấy năm nay rồi. Nói chung là từ lúc em đấy đẻ ra được một tuổi là đã bị rồi ấy, nên là tình hình tốt nhất của em đấy là như này thôi đấy, không thể được hơn nữa ấy. Đấy, tự ngồi tự ăn được như này là gọi là tốt nhất rồi đấy. Hết rồi và tà nó cho các hậu vô phút nhé mày. Ừ? Hậu cho các vô phút nhé. Không chị hậu mày. Ừ, chị ạ. Chị hậu á, tà lại mất rồi đấy, hết rồi đấy, hết sạch luôn rồi đấy, nhưng mà bảo lấy thêm cho thì em thấy bảo là không uống nữa, chỉ uống một hộp thôi. Ừ. Chỉ cho u nữa. Chỉ cho u. Hả? U nì, ơ chị bao u bao tuần nì chị bao tuần tới nè. Tuần nì ơ bao chị bao. U chị bao. Ơ chị bao chứ. Không biết là thật hay đùa nhỉ? Ấy bảo là quên chị Đào rồi. Ấy nhưng mà có khi là cũng là thật đấy các bác, tại vì đợt vừa rồi em đấy ốm nặng quá ấy, thì như nãy bà cũng bảo là ốm xong ấy thì dậy ấy, thì là em là chậm hơn một chút. Ai kìa? Ai về kìa? Vâng, cháu chào cô ạ. Từ từ nì. Nha. Ơ nhỉ rồi. Chú ạ, vâng. Ai tu. Ở đấy, chú cháu chú. Ê đang. Mẹ tu. Ai tu. Đúng rồi, thương quá. Đấy thấy bố mẹ về là bảo là bố mẹ ơi, ấy chị mang thịt, mang gạo. Đấy gạo kìa, sữa này, thịt này. Thì rất là. Vâng. Ai tu. À, nữa kia ơi, hãy tìm mua cây không? À, đấy. Ôi, ôi, yêu quá các bác ạ. Hôm nay lên là rất là bất ngờ, cũng là rất là vui. Vâng. Thế bé Vàng là tình trạng này là kéo dài được mấy ngày rồi à chú? Nước giống đi, tàu hắn tàu nông lắm. Tàu nên cho mất cầu chi trả nông hả? Cậu chí chả nâng? Thảo ưu tù ở tàm mù mà nơi rộng rộng mình chí tù hả? Thảo rộng mình chí rộng mù. Thảo ơn gà cho khán giả tù hả phái nà. Nên thầm mà nơi nơi xa lờ xíu nó rộng mà rộng mình chí rộng tàm rộng. Nơi nê bút nơi hóa chí lậu ua chí nơi thế rộng. Chí ua nè, xí nỉ mạ rộng nơi. Nơi rộng nơi. Các bác. Đấy, như bé Vải thì là từ hôm cháu lên như nãy cháu Đào vừa chia sẻ qua ấy thì bé là gia đình cũng không cho uống gì cũng như là không làm cúng đâu. Đấy, tự nhiên là em đấy khác đỡ dần và dậy được. Đấy, ăn dạo này ăn được cơm không hả chú? Nó tẩu. Nhưng mà nó tẩu mồi rồi đó. Nó phải nó mồi giờ thì nó tẩu rồi. Nó bị phà. Nó thấy khói khói mà như tiếng mương gai mình tôi tiếp bổ. Vâng ạ. Đấy đúng là ăn được thì là mới có sức khỏe được. Em đấy thì dạo này là ăn được các bác ạ. À, chú nhá thì hôm nay cháu cũng có thêm mặt các ông bà cô bác ấy là mua gạo này và sữa cho bé Va. Đây là thịt nhá, tí cô chú làm xong rồi là cho bé Va ăn nhá. Để gia đình mình cùng dùng nhá. Vâng ạ. Cái mà luôn ngay cho thu rồi cho sữa cho Va tí luôn. Vâng ạ. Sao xanh đi. Vâng ạ. Đấy chú đang gửi lời cảm ơn đến các ông bà. Thế là lâu lâu cháu cũng không lên trên này, cô chú là vẫn khỏe hết chứ? Dạ. Nên nhá rồng má tên tiêu chỉ lò đó. Sao rồi nhá rồng đi. À đây, cô chú mình lấy ghế về ngồi với Va nhà hôm nay cháu vui quá. Thế là giàu được Va hả? Vâng, nó chỉ cho phi thôi. Tao thả luôn. Đang rất là mải xem điện thoại và là đang bị đau mắt là không xem điện thoại đâu nhá. Ô mó không mua mó chỉ số tành nhá mày nhá. Đang có dịch đau mắt đỏ đấy, các bé trong nhà là bé nào là cũng
bị đau mắt hết rồi. Một chả lô vào. Nếu một chị tàu. Em một chả lô. Một chả lô. Và đi đi chơi à? Đi chị đào. Ông mù u gì mù? Ông chị mù. Ủa chả gì mù? Ông chị tàu. Ông chị tàu. Ông mù nhé. Đây là diện cho mình một cái áo dân tộc Mông của mình đấy. Đấy, một cái áo dân tộc của mình, một cái váy của mình này. Hả? Ông nhớ bỏ thôi á? Rất là thương bà cụ. Đấy, rủ đi đâu thì là bố mẹ rủ cũng không đi đâu. Đấy, bảo là em không ra được ánh sáng đâu. Cái này là em ở với bà. Bỏ dân tộc này, ông một tộc bỏ nhá. Ông chỉ một tí bỏ. Ông một bỏ. Ông một tộc. Ông cả múa. Một tí bỏ ấy. Cả thế. Múa. Đây chị Đào cầm nhá. Thiên múa cái múa mày múa ông múa bò ông đã bò bố đang bảo là thương bà thì đi đến chỗ của bà xem ông múa ông múa múa bò thế lúc nãy là tự đi từ trên giường xuống đây đấy, tự bò trên giường xuống để xem điện thoại đấy các bác. Ông xin múa à? Ông xin mà múa không đau, đau phố rồi mà. Ông múa bò. Múa múa bút à, cho bò cho giờ là xuống lắm. Thì chú tôi nó. Ông múa ông gạt tàm là thì chú sư tôi hảo á. Thế thì dùm đây tôi nó. Mà múa không đau phố mà. Cảm ơn. Vâng vâng tôi lạc ký. Ông chỉ tôi là bò đi đấy. Chị em muốn đến tế á. Cho anh lành thôi chị tâm dụng. Bây giờ là mới bắt đầu tập bò đi như đứa trẻ là tập bò ấy các bác. Tại vì là vừa rồi thì em bị ốm nằm lâu quá. Bây giờ là gọi là chân tay bị tê cứng rồi. Bây giờ bắt đầu là hàng ngày là di chuyển một ít thôi. Đấy, không được nhiều ấy. Nên cho anh lành thôi chị tâm dụng. Anh ấy thích một chị tâm. Mẹ ốc bò mò từ chị mong. Ông chỉ mo à? Đấy, cô chú là ở nhà là tắm rửa cho bé vào nhá. Đấy, bé vào là thôi. Vâng. Rau thế mình của họ thì tao sẽ làm cho. Vâng. Đấy, tại vì bé hay ngồi chơi ở dưới đất ấy, nên là người cũng rất là bẩn. Đấy, ngày nào cũng tắm thôi, tuy nhiên thì là bò ở dưới đất thì cũng không giữ được ấy. Nhỏ tay. Đấy. Thế dạo này là còn gạo ăn không à chú? Tự bò. Hả? Nhìn đi mua. Bò. Tự bò. Lấy thì phút con. Nhưng chị bảo phải. Nhưng mà phải phải. Em chỉ sơ thôi mà. Mà phải. Xíu rồi. Sợ em lấy mất thùng sữa đấy. Và tí chị khác biết chia cho. Xíu rồi mà. Đấy, quát to thế hả bà? Tôi nghe. U cho cá rô một chê nhá. Ô bố chị phụ. Ô chị phụ. U cho cá rô một chê nhá. Ừ. Nhá. Ừ. Đấy, đang trêu bảo là hay chị Đào lại mang thùng sữa về nhá. Đấy, em không cho đâu. Đào tôi. Mình thì mà cái này chắc của nó rõ chứ chị chết. Nó rõ chứ chết. Nhìn đi, nử bư mè mè thôi chả, nó phinh rầu thôi chả. Nó rõ đến tàu lắm. Nó rõ đến tàu lắm. Vâng. Còn từ từng cành rầu, cành mần thế mà quý ý khó đăng tốt tạm mà cho xa rầu. Vâng ạ. Dạo này là ăn uống cũng đúng giờ này, đi ngủ nghỉ là cũng đúng giờ hết rồi. Đấy. Đấy, cứ ngồi nhiều hơn là ngủ. Đấy, ngủ là buổi trưa thì em đi ngủ một lúc thôi, xong rồi dậy thì em lại chơi như thế này thôi các bác. Đấy, như thế thì cũng mừng rồi. Nhà con này tôi nhớ chỉ tôi được nên sao rộng nên rộng nên tao. Tôi chỉ tao thế. Thì sao rộng mà nó bỏ, có thể nó bỏ và nó nhìn nhìn trên muốn thế nhiều gì. Nhìn nhìn trên đỉnh thế nào? Nhìn trên đỉnh. Nhìn thấy bé chỉ. Bao cô thế à? Vâng ạ. Bao sẽ tỉnh thế mà. Nhà chiếc tranh này. Có cái giọt chỉ chuyến trang nữa. Vâng. Cái tình hình này thì là cũng kéo dài được gần một tháng nay rồi. Ấy cũng mong sao là em đấy là lúc nào cũng giữ được cái sức khỏe như bây giờ các bác. Ấy thì đỡ lo hơn ấy. Đấy. Ăn được. Ấy nói chuyện được này là được rồi. Ốc giờ mù bò lở. Mù mà ốc mù ốc. Mấy. Mù bò mù ốc. Mù bò đã bò lở. Ông mang cá, nó mang cá. Nhưng ông cá mà tao bò. Ông cá mà tao bò. Ông cá mà bò thế trả lại cái bò. Ông cá mà thì bỏ đi thấy cái lì mưa gió thế tôi gió thế nó là chỉ hôm đen rồi hôm đây mà hôm cay thế mà bé chua thì bé chua thì tinh tinh ăn làm bé bé vào là nói rất là nhiều đấy, hàng ngày cô chú ở nhà rảnh ấy thì là nói chuyện với em nhiều vào nhá. Nếu như thằn lú ấy tụi ni là như thằn lú nhà nên nhau chê mà nên thằn lú được đường tầm tàu ấy cái rồng muộn mẹ ông mù bò lắm ơi nhớ nếu như thằn
ông một thấy khó khăn thì biết có thà đấy mà dù hai chỉ bao thà đấy. Ừ. Đó. Rõ tụ. Rõ mị. Ông một bò mày. Nó. Nó bò. Hả? Nên để cha. Ừ. Để cha. Buồn ngủ à? À vào buồn ngủ à? Bây giờ bỏ đi để uống chua táo. Xô hỏng rồi nó. Nhờ nó áo chanh rồi. Đổ hết rồi con. Áo hồ chanh này. Mai dứa chanh à? Chị Tà. Mai Hảo ạ. Chị Đào cất sang bên này cho bà nhá. Ừ. Ủa rồi cho chế tón đi bố nhá. Ừ. Bà sợ sợ sợ. Chế ông rồi. Tê tê. Ờ ok. Đây bà để trên giường. Sợ 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 Ừ. Đấy, bà đang bảo bố mẹ là giải chiếu cho em đấy để em ngồi. Tú ni giờ tú à. Tú mình thay tú. Chỉ rõ tú nhá. Mùa đế đế như con lón thế à? Vâng. Vâng. Đang chơi với lại em bé đấy. Ơ thả lù đời mới nhổ mèo. Tú ni hô đi chá. Lúc bê đừng hô đi chá. Tú tú ni ấy. Bá mà. Nếu bắt được thế nào? Bà mô nè. Tả lên. Đang lắc theo con sữa không kìa. Gà một chút chè. Bỏ, bỏ gà một chút chè. Bỏ, nè. Gà mua, gà mua gà được chè. Tù hả? Ồ, chúng có còn tù nữa. Mà bà. Để chua đi đấy mà. Chua thích tao tả lên. Bỏ tắt gà một con. Con tổ xin chứ. Tắt chè. Đố xin tổ nhỉ. Gà. Đố mẹ nhỉ. Nhưng chị bạn đã thì có hơn tú tả lắm. À, tú tả này. Tú tả là chị dùng xì đó. Ờ. Ôi, chắc này có hơn rộng này tại chắc. Con này tắc khôi. Thế bà là ăn cơm từ sáng là đói bụng chưa hả bà? Sắp tác chị Tàu mê. Mê? Anh nó mỏ đó nó. Ông nó mỏ chị Tàu. Hả? Sắp tác chị Tàu. Nó nì nì ơ sai chị sai ừ chị sai ơ chị sai à ừ bà bà đang gọi em ấy ừ mẹ ơ lộ xì đời đó ơ xì đời vào đó ừ 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 Nó mà cá mà đưa tao tụi mẹ nữa nè. Đấy biết chồng em ấy, em thì đi nhanh hơn chạy đi, ấy chị thì bò theo để gọi. Ba rồi. Bé chú ta đi theo bé ra bé thì hô bé. Bé vô mình đi bé đi phân phố chợ nên nó bé mà nó mà tổng. Ừ. Hay là nó mông mông lắm. Tí ơ ba rồi. Tí mông rồng đi mà. Ờ ba rồi. Nhị thỏ bé tuần nó cứ thể thể ô. Chị chửi. Chị xả vì chị xả là đêm mà. Ừ. Cô chú mà là không biết sao là tự nhiên em bà khỏe vì thế cô cũng rất là mừng. Đấy là vì là như đợt trước là cô chú gọi là không còn tính em bà là người trong nhà rồi đấy. Đấy tình hình xấu nhất rồi, nằm là thối hết cả người luôn rồi đấy các bác. Bây giờ là như thế này là đấy, mừng. Thế giờ chú bố xả, bố xả là đứa. Mình đi rồng đùa lắm. Ê chú đi đi tìm mua thuốc cho bé Va nhá. Ở dưới Niêm Sơn ấy hôm nay cháu lên cháu cũng không biết là bé bị đau mắt đấy, cháu cũng không mua được thuốc. Đấy mắt là đang bị đau ấy cả hai mắt luôn, đỏ lừ. Chị à ba à mà như có mua chị tao rồng nọ. Ừ. Chị à bảo ạ. Bảo bảo cá lô bảo. Nên cứ sợ em lấy mất thùng sữa. Cá lô ba, nhị chị phụ mà con nhị cho ba cô đi ra. Mình cũng làm gì mà. Bọc rùa lố. Nè rùa mình như một tà lố. Nè nè rùa lố. Bà. Lố. Nè nè rùa lố. Ôi. Bữa tàu. Bà chờ. Bà. Bà chờ. Mua chi lắm. Mua. Bà chờ. Bà chờ.
kia. Cháu nhà bao hồ tàu ố. Ừ, xí. Ừ, ông mù, ông mù tí ở chị ạ. Mù tàu chị tàu. Đó là nạn ý ạ. Ừ, mù ạ. Gà mông, gà mông. Đó là nạn ý ạ. Má mà lưu gà mông. Gà mông ta chứ mà mất tên không? Đó, gà mông ta chứ mất tên không? Gà mông ta chứ mất tên không? Gà mông ta chứ mất tên không? Rất là xinh gái các bác ạ, bé vải. Có những câu thì nói rất là rõ, có những câu thì là không nói được. Nói rất là nhiều luôn. Nhìn nhá, đi lò. Mẹ. Ôi dô. Ôi dô. Mà mà vế. Từ từ nhá. Múa. Ông múa. Đấy. Mà giải hết ra cơ. Như bà cụ non luôn nhỉ. Và nhỉ. Đấy. Đấy, vào đi đi. Đấy. Đây là cách em ấy đi hàng ngày này. Đó. Ừ, muốn. Từ từ nhá. Đấy, bố mẹ em ở đây, tuy nhiên thì để em đấy tự tự đi ấy, cho quen dần, tại vì vừa rồi nằm lâu quá. Đấy, rồi. Ôi nhóc, ôi nhóc, từ ơi. Ôi nhóc. Mãi. Rất là thương em này, ôi. Ôi, ôi. Ôi, ôi. Ôi, ôi. Thương em lắm các bác ạ. Ừ. Kệ, nghe ba chết chết cái kia đi. Kia. Ba chị ra rồi. Ba oxi à? Ông nhìn nhìn mình nhổ về. À, nó oxi à. Ông nhìn nhìn lò. À. Nên tụi mình nhổ nhổ thì kẹo. Ừ. Thế à, nên tụi phải nhổ nhổ thì kẹo. Rất là thích bao bao em bé. Bao. Cứ đi một tí là gọi. Múa vạ vạ. Múa vạ vạ. Múa. Mi bảo nó vào gì? Thằng này, đi ra rộng, rộng. Đấy. Chị thì cứ gọi, em thì cứ thích mải đi chơi. Ra rộng, rộng này. Rộng. Rộng này. À, cho em cái gì đây? Đâu, chị đào xem nào. Á Chí. Á Chí. Hả? Một lọ hấu nữa. À, kia biết hầu. Cái dây nịt. Ô lu lu nó. U cho nửa mù nửa u nhá. Ô bố chị bố. Chị bố. Chị bố. Uống sữa no căng hết cả bụng người thanh niên này. Đây là con của chị gái của em Vài ấy các bác. Đấy, em. À gì đấy, gì cháu á. Nửa hu tí nửa giò á chín ý. Nịt luôn á. Nịt luôn. Ba chị lo. Tôi giò nè. Giò mà. Ừ. Nịt nịt lau từ mi nhu rồi. Ờ đấy, gì. Gì với lại cháu. Em một chế không à? Hả? Em một chế đâu. Ừ. Ừ. Một chế đó. Bye bye à. Chị Đào đi về nhá. Bye bye à. Bye bye mà. Anh để bye bye ở nị mà. Ủa Lý sao? Chào chị Đào nè, chào các ông bà nè. Ờ Ủa Lý với một chế đó. Ừ. Ủa Lý mà. Ở sẽ té ơn đi. Ủa một chế đó. Ừ, nhau mà nhau mà cho các lò sữa on nhé. À. Tao chị tao. Ừ, thế bà phải ăn uống nhiều vào nhá, giữ gìn sức khỏe nhá. Hôm nào chị Đào lại lên thăm bà sau nhé. Ừ. Tao chị tao. U mua bên nó ngồi cho các lò sữa on nhé. Ừ. Ừ. Nhau mà nó mò cho chiên nó mò nhá. Ừ. Đấy.
Đấy, hôm nay là cười rất là tươi rồi. Đấy, bây giờ thì là có lẽ là chúng cháu cũng xin phép là đi về thôi các bác, tại vì là chúng cháu cũng còn công việc ở ngoài kia nữa. Đấy, chúng cháu đi về nhá cô chú ơi. Ở nên mà nhớ nhá. Ở chỉ nào. Nhớ mua bên ông mà cho các lò số vào nhá. Nhớ nhỉ đó. Rất là thích này. Vâng. Đấy cô chú bảo bé vào là ăn uống nhiều vào nhá. Đấy. Bye bye vào nhá. Vui quá các bác ơi. Nên là cứ ngồi ở đấy trò chuyện với lại bé và thôi. Cháu chào cô chú nhá. Đấy, và nói rất là to luôn. Đấy, vui quá các bác, không biết là nói như nào luôn. Hôm nay thì thật sự là rất là vui rồi. Kể cả các bác xem video thì cũng thế thôi. Đấy, còn nội dung ngày hôm nay thì cháu Đào cũng xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến các ông bà, cô bác, anh chị một lần nữa. Cũng có phần quà để cho bé và cũng như là gia đình. Đấy, cũng cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, còn bây giờ thì cháu Đào cũng hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô bác ở những thước phim tiếp theo thôi ạ.